Chào bạn, hôm nay Trình sẽ nói về một cái mục đó là hãy biết cách lựa chọn, hãy biết cách lựa chọn trong cuộc sống. Đấy, John đã nói với mình như thế này: tôi chẳng bao giờ ở cạnh những người mà tôi không muốn đứng cùng. Tôi có thể khẳng định với tôi đó là một điều may mắn. Tôi luôn tìm đến với những người hạnh phúc, những người luôn vươn lên, luôn luôn học hỏi và không ngại nói lời xin lỗi hay cảm ơn để có những cái giờ phút vui vẻ. Đấy. Đó cũng là tác giả của cuốn The Stretch Having It On. Đấy. Tôi muốn bạn thử làm một cái bài tập rất hay mà thầy tôi đã dạy tôi như thế này. Lập ra một cái danh sách những người mà bạn hay tiếp xúc, các thành viên, gia đình, đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè hay kể cả là hàng xóm láng giềng chẳng hạn. Kể cả những người mà bạn quen trong cái tổ chức tôn giáo cũng vậy. Đấy. Khi hoàn thành cái danh sách đó, hãy điền dấu trừ vào những người tiêu cực và dấu cộng vào những người tích cực. Khi bạn đưa ra các quyết định cho từng người thì bạn sẽ thấy một cái mô hình sẽ xuất hiện. Có thể môi trường làm việc của bạn không tốt hay chính những người bạn ngăn cản mọi việc mà bạn làm. Đấy. Cũng có thể là những người thân trong gia đình. Đấy, đó là những người kìm hãm bạn, làm xói mòn cái sự tự tin hay là lòng tự trọng của bạn. Đấy. Tôi cũng muốn các bạn thực hiện một điều tương tự mà thầy tôi đã khuyên tôi là hãy chấm dứt quan hệ với những người bên cạnh họ là một dấu trừ, như cái danh sách mà vừa rồi mình bảo các bạn lập đấy. Đấy. Hãy chấm dứt cái mối quan hệ mà với những cái con người mà tiêu cực đi. Đấy. Nếu điều này là không thể, nhưng mà hãy nhớ rằng không có gì là không thể. Đó chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Nếu không thể thì bạn hãy cố gắng giảm dần thời gian bên cạnh họ. Bạn nên thoát mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ người khác. Hãy nghĩ về điều đó. Tôi chắc rằng bạn có thể nhận ra những cái người đó chỉ đến với bạn chỉ để hút năng lượng của bạn mà thôi. Đấy. Tôi ví những người này, ví dụ như những cái con ma cà rồng ấy. Đấy. Họ đến và hút cạn năng lượng sống của bạn. Hãy tránh xa họ ra. Đấy. Có ai bên cạnh bạn là những người phàn nàn hay đổ lỗi người khác? Có ai luôn phán xét, luôn xét đoán người xung quanh, kể toàn những câu chuyện vô bổ và cái nhìn tiêu cực? Đấy. Hay phàn nàn rằng mọi chuyện thật tồi tệ, vân vân. Thì nên hạn chế dành thời gian cho những cái con người này. Đấy. Trong cuộc đời này, bạn có thể quen ai mà chỉ cần gọi điện đến thì cũng có thể khiến cho bạn căng thẳng, stress hay là hoảng loạn không? Đấy. Có hay không những kẻ đánh cắp ước mơ? Những người luôn bảo với bạn rằng bạn không thể thực hiện ước mơ của mình, bạn không thể làm việc này, bạn không thể làm việc khác, luôn luôn tìm cách thuyết phục bạn tin vào họ và từ bỏ cái mục tiêu của mình, từ bỏ cái niềm tin của mình. Thì niềm tin của mình có thể sai, nhưng mục tiêu của mình, nếu mình đã quyết tâm thì không nên từ bỏ. Đấy. Bạn có hay không những người mà luôn muốn bạn thấp kém họ? Nếu đúng như vậy thì đã đến lúc bạn làm quen với những cái người bạn mới. Ví dụ như trong một cái xóm như vậy, có những trong khi mà bạn nói chuyện có những cái người bạn mà họ luôn luôn muốn mình thấp kém hơn họ. Họ luôn luôn tìm cách để mà làm nghĩ ra những câu nói như thế nào để cảm thấy mình tự ti, để mà nâng cao giá trị bản thân họ lên và dìm mình xuống. Thì những người đó nên tránh xa ra. Và tôi ví họ giống như những cái con ma cà rồng vậy. Đấy. Họ đến với bạn chỉ để hút cạn năng lượng sống của bạn thôi, chỉ để làm cho bạn bẻ mặt thôi. Đấy. Đó là những kẻ đánh cắp ước mơ. Và hơn hết là chúng ta cần phải tránh xa những con người độc hại. Mình nhắc lại là tránh xa những con người độc hại. Đừng để ý đến họ, đừng quan tâm đến lời họ nói. Đấy. Bạn nên tránh xa những người có thể truyền ý nghĩ độc hại cho bạn. Tới khi nào tự mình có thể phát triển mà không chịu ảnh hưởng của người khác. Việc một mình còn tốt hơn là dành thời gian bên cạnh những người có thể kéo bạn vào những cái suy nghĩ tầm thường và không tốt của họ. Hãy tìm cách tiếp xúc thật nhiều với những người tin tưởng vào bạn, động viên bạn, ủng hộ bạn trong việc thực hiện ước mơ, luôn luôn tán dương bạn khi mà bạn giành chiến thắng. Hơn hết là bạn phải ở bên cạnh những cái người thành đạt, những người thành công.
Trong một lần thì một diễn giả đã từng nói với mình như thế này: trong một cái công ty lớn nhất sản xuất về kính mắt đã thuê cái người đó, cái người kể cho mình này, đến dạy cái nguyên tắc thành công cho các nhân viên kinh doanh của họ. Trong cái buổi học đầu thì ông ấy đã trà trộn vào số nhân viên đó, hỏi xem những người xung quanh là có biết 5 nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất hay không. Tất cả họ đều trả lời là có, và đọc liền ra 5 cái tên. Tối hôm đó thì khi mà buổi buổi hội lễ hội buổi giảng thuyết giảng bắt đầu, thuyết trình bắt đầu, thì ông ấy đã yêu cầu 300 khán giả của mình giơ tay nếu họ biết 5 nhân viên kinh doanh giỏi nhất của công ty. Hầu hết mọi cánh tay đều giơ lên. Sau đó ông lại hỏi xem trong số họ thì ai đã từng tìm đến 5 người này và nhờ họ chia sẻ bí quyết thành công. Lần này thì không có ai giơ tay cả. Đấy. Thì như thế bạn hiểu gì về câu chuyện này? Khi được cái người khi mà người người bạn của tôi kể câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra như thế này: mọi người đều biết những người xuất sắc nhất trong công ty của bạn, dĩ nhiên là bạn biết đúng không? Trong công sở của bạn dĩ nhiên là biết, thậm chí những sinh viên giỏi ở trong lớp bạn bạn có thể biết, nhưng không ai nhưng rất ít ai dám yêu cầu họ chia sẻ bí quyết thành công. Vì sao? Vì họ sợ bị từ chối, vì họ sợ bị bẻ mặt, vì họ sợ không đúng, cái nỗi sợ rất là vô căn cứ. Đấy, nếu bạn muốn đạt đến thành công thì hãy tìm cách tiếp xúc với những cái người thành đạt, những người thành công, những người giỏi. Bạn nên nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm và chiến lược của họ, sau đó hãy thử theo cách của họ xem nó có phù hợp với bạn không. Đấy, hãy thử làm theo những gì mà họ đã làm, đọc những gì họ đã học. Đấy, nghĩ theo cách của họ. Đấy, nếu cách suy nghĩ và hành động này hiệu quả thì hãy làm theo chúng, còn nếu không hãy từ bỏ chúng và tiếp tục tìm kiếm thử nghiệm những cái kinh nghiệm khác. Đấy, đó là những cái nằm trong cái việc lựa chọn. Đấy, chúng ta hãy lựa chọn thông minh, biết cách tiếp xúc với những con người thông minh, những con người thành đạt. Đấy. Và hẹn gặp lại bạn ở trong cái buổi chia sẻ tiếp theo.